con thiệt là dại dột. Dám bỏ cả sinh mạng để cứu mạng một đứa công nhân, hỏi có đáng không? Nếu như con không tới kịp thì ba đã giết lầm người vô tội rồi. Giết lầm thì đó sao? Là một mạng người đó ba, không phải là một con kiến đâu. Đối với ba, sinh mạng của đám công nhân không khác gì một con kiến. Lần này trước mặt đám công nhân, ba tạm thời nghe lời con mà tha cho nó. Lần sau đừng có tự tiện như vậy nữa, biết chưa? Vết thương của con bị động máu chảy ra rồi kìa, đau lắm không con? Dạ không, chỉ hơi đau thôi. Máu thấm ướt ra cả áo mà kêu hơi đau, con có biết là phải mất bao lâu thầy Nam mới chữa lành vết bỏng cho con không? Mà bây giờ con làm rách da rồi. Thuốc của thầy Nam tuy hay nhưng vết phỏng của con mau lành là nhờ dì Bình. Ý con nói là cái người đàn bà nhà quê, má thằng Hải đó hả? Dạ phải. Nếu không nhờ dì Bình, con sẽ không hồi phục nhanh như vậy đâu. Dì Bình, dì Bình, sao nhiều người tên Bình quá vậy không biết nữa. Mới nghe thấy cái tên là đã giật mình rồi. Mày mốt kêu bằng thứ đi, đừng có gọi tên nữa. Con cười gì? Con cười vì con ngưỡng mộ ba. Ba có biết những lúc như vậy con thích nhìn ba lắm không? Ba không quan tâm con nhìn ba như thế nào, nhưng con rất quan tâm. Con rất thích nhìn ba khi ba nói về má. Lúc đó ánh mắt của ba nồng nàn và ấm áp lắm, khác hẳn khi ba nhìn đám công nhân. Ba, tuy ba chưa bao giờ kể hết về má cho con nghe, nhưng con nghĩ má của con phải là một người phụ nữ tuyệt vời, sắc nước hương trời, đúng không ba? Sắc nước hương trời hả? Một người phụ nữ khiến người đàn ông nhớ suốt đời. Đẹp không thôi chưa đủ. Nếu lúc trước con nghe ba nói câu này con sẽ ngại, chứ bây giờ con không ngại nữa. Bởi vì ba nói đúng, một người phụ nữ chỉ đẹp không thôi chưa đủ. Chuyện tình cảm của con tới đâu rồi? Có phải vì sợ gia thế không xứng nên giấu ba cũng phải không? Chuyện đó con không cần phải lo. Cho dù người đó là ai, chỉ cần là người con thương, ba sẽ cưới cho con. Cả khi cô ấy có gia thế thấp kém. Phải. Bất luận như thế nào, ba cũng sẽ cưới cho con. Ba làm con bất ngờ quá. Không có gì phải bất ngờ hết. Vết xe đổ năm xưa ba đã đi, ba nhất quyết không để con bước vào. Vết xe đổ của ba năm xưa sao?